bún đậu phải có mắm tôm, còn anh phải có em ôm vào lòng. Thấy mấy báo thủ Việt Nam khen mắm tôm ngon lắm. Vậy nên hôm nay anh Ba Trà Cú là một chuyên gia ẩm thực cũng tò mò quyết định thẩm thử xem sao. Lần đầu làm chuyện ấy của anh sẽ diễn ra thế nào, hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Người Đông bình luận, dù mình chưa biết bạn là ai nhưng mình luôn ở sau ủng hộ bạn. Ôi đọc được cái comment mà cảm động rớt nước mắt. Mèo Ú cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Rồi sẽ có một ngày, Mèo show mặt lên kênh để cho chúng mình làm quen với nhau nè. Tiếp theo bạn Duy Nguyễn bình luận, cái khố dài cái gì vậy Mèo ơi, giờ anh mới nghe đó. Cái khố dài là cái khố không bở ấy anh, câu đơn giản thế mà cũng hỏi là sao nhỉ, ha ha. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, hiện tại, anh Ba Trà Cú đã kịp cưỡi trực thăng sang Việt Nam. Đằng nào cũng mất công đến tận đây nên anh sẽ tận dụng thời gian khám phá càng nhiều món ăn độc lạ càng tốt. Đi theo chỉ dẫn của các giang cư mận, anh tìm tới một cơ sở sản xuất nem chua gia truyền. Có thể thấy từ bước lựa chọn nguyên liệu đến đóng gói vô cùng sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở đây có bạn nào cũng thuộc hệ mê nem chua giống Mèo thì nhớ comment xuống dưới để Mèo biết mình không cô đơn nhé. Dĩ nhiên diễn biến sau đó là anh Ba sẽ lần đầu ăn thử nem chua Việt Nam. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn rất nhiều món ngon đang mời gọi nên anh chỉ ăn sương sương chục chiếc còn để bụng ăn những thứ khác nữa. Nghe theo lời chỉ dẫn của người dân, anh nhanh chóng di chuyển sang quán ăn bên cạnh. Nhìn xung quanh anh còn thấy rất nhiều khách cũng đang đưa gia đình tới dùng bữa. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì anh đã thành công xin chị chủ cho vào bếp để xem quy trình chế biến món ăn. Best seller ở đây có lẽ là thịt đông truyền thống. Nguyên liệu chính là thịt heo, đặc biệt lựa chọn phần nhiều mỡ sẽ giúp thịt kết dính với nhau hơn. Với kỹ năng cũng như đôi bàn tay khéo léo tài tình của người đầu bếp, bát thịt đông vừa ngon miệng vừa ngon mắt đã hoàn thành. Những bạn ở miền Bắc có lẽ sẽ quen thuộc với món ăn này hơn. Chẳng hạn như ở nhà Mèo, năm nào mâm cơm Tết cũng phải có một đĩa thịt đông mới gọi là trọn vẹn. Thỉnh thoảng thèm quá Mèo còn bảo mẹ nấu nhiều nhiều ăn dần. Tại món này bảo quản trong tủ lạnh được khá lâu á. Lần đầu tiên nếm thử, phản ứng của anh Ba không khiến Mèo thất vọng. Anh bảo phần thịt nạc thì như tơi như tan ra trong miệng. Chỗ nước thịt lại có kết cấu như thạch nhưng khi trộn cùng cơm nóng nó bắt đầu tan chảy. Nói chung là món thứ hai anh chấm 9.5/10. 0.5 điểm còn lại là do không được ăn quá nhiều vì anh còn phải để chỗ cho món bún đậu nữa. Món này thì Mèo là tín đồ luôn rồi các bạn ạ. Một suất đầy đủ ở đây sẽ bao gồm bún đậu, chả nem, chả cốm, rồi sụn và rau ăn kèm. Cái đặc biệt hơn cả mà anh Ba muốn được thử lại nằm ở bát mắm tôm cơ. Phải nói mắm tôm là món ăn khá đặc trưng của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên không phải bạn bè quốc tế nào cũng yêu thích hương vị của nó. Thậm chí nó còn lọt top 45 món ăn Việt bị người nước ngoài chê là dở nhất. Nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Mắm tôm cũng như kiểu sầu riêng ấy. Ai ăn được thì bảo ngon, thậm chí là nghiện luôn. Nhưng ai không ăn được lại chê nó thối, mùi khó chịu. Sau đó thì cũng có người tới và hướng dẫn anh cách ăn mắm tôm chính xác nhất. Phải vắt chanh vào đánh đều lên cho tới khi nào có bọt thì là đạt yêu cầu. Ngoài ra mắm tôm là phải đi kèm với bún đậu. Chưa ăn không thì sao mà cảm nhận hết được vị ngon của nó. Miếng đầu tiên anh sẽ chấm bún với mắm tôm. Đấy phản ứng nó khác ngay. Anh Ba và người hảo anh em đi cùng liên tục gật đầu tấm tắc. Như thể đây là lần đầu tiên họ được ăn một món ngon tới vậy. Quốc hồn quốc túy của Việt Nam nó phải thế chứ. Vừa ngồi ăn hai anh vừa tổng kết lại chuyến food tour ngày hôm nay. Phải công nhận các anh đã lựa chọn được những món vô cùng đặc trưng của Việt Nam. Là một người còn yêu nước, xem xong Mèo cũng thấy tự hào lắm luôn. Hy vọng rằng thông qua những video như này, nền ẩm thực nước ta sẽ ngày càng được truyền bá và lan tỏa rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế. Còn các bạn có cảm nhận thế nào về những trải nghiệm mà anh Ba Trà Cú đem tới ngày hôm nay và muốn anh ăn thử món ăn của đất nước nào nữa không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nhé! Tiếp theo, chưa vội nói lời tạm biệt, bởi anh Ba Trà Cú vẫn sẽ là người đồng hành và dẫn dắt chúng ta đến với một hành trình mới. Điểm dừng chân vẫn là tại đất nước Việt Nam xinh đẹp tuyệt vời. Anh Ba bảo đã lặn lội đường xá xa xôi tới đây thì chỉ ăn 3 món đâu thể khiến anh đã cái nư. Ngay sáng hôm sau anh đã có mặt tại một quán ăn nổi tiếng. Không phải vì nó to đẹp hay sang trọng, mà thực tế đây chỉ là quán vỉa hè. Vậy tại sao dòng người xếp hàng để mua lại đông tới vậy và bí mật kinh doanh của chị chủ là gì? Hãy tiếp tục theo dõi để anh Ba bật mí cho nhé! Theo Mèo quan sát được thì quán ăn có tên là quán chay tùy tâm. Đúng như tên gọi, mô hình kinh doanh ở đây là khách tới ăn chay có thể trả một số tiền tùy theo cảm nhận của họ đối với chất lượng đồ ăn được phục vụ. Nghe thì có vẻ ảo ma Canada đúng không các bạn? Nhưng ẩn chứa trong đó là cả một hành động ý nghĩa và nhân văn. Ngoài việc chỉ bán đồ chay để tích đức, chị chủ còn muốn hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu họ không đủ tiền mua một suất cơm bình thường ngoài kia thì có thể tới đây để được ăn no. Ai trả bao nhiêu thì trả, ai không có tiền thì khỏi trả, chị cũng chẳng lấy luôn. Vậy nên cái chuyện bán một suất ăn 5.000, 10.000 là quá đỗi quen thuộc.
Hôm nay anh ba chả cú tìm tới đây một phần là vì tò mò. Mặt khác, anh muốn kiểm chứng xem đồ ăn phục vụ tùy tâm thì có đảm bảo về chất lượng không. Sau khi thưởng thức, anh nào cũng khẳng định hương vị không khác gì bát bún trộn thịt nướng bình thường. Chưa dừng lại ở đó, địa điểm tiếp theo mà hai anh ghé tới là xe bán bánh canh của một cô trung tuổi. Dành cho bạn nào chưa biết thì thời gian trước, quán của cô nổi dần dần trên mạng vì bán một bát bánh canh với giá 350.000. Thế nhưng kỳ lạ là người ta càng truyền tay nhau thì lượng khách kéo tới ngày càng đông. Vậy rốt cuộc trong bát bánh canh đó có gì mà cô lại tự tin khẳng định chất lượng đồ ăn của mình tới vậy? Hãy để anh ba trà cú kiểm chứng cho các bạn xem. Theo lời kể thì tất cả nguyên liệu được cô dậy sớm chuẩn bị, đa số là tự làm lấy chứ không đi mua. Sau đó khi có khách order thì mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào một bát lớn. Trông cũng đẹp mắt đấy chứ nhỉ? Không thể chờ đợi lâu hơn, các anh bảo nhau ăn ngay cho nóng. Nguyên liệu đặc biệt và cũng đắt đỏ nhất của món ăn là càng cua. Nếu khách tới gọi bát giá bình dân thì sẽ nhận được càng nhỏ, còn gọi bát đắt đỏ thì nhận được càng to. Đúng là tiền nào của nấy mà. Thì ra câu chuyện bát bánh canh trị giá 350.000 chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bảo sao vẫn có rất nhiều khách tới quán ủng hộ cô chủ. Cô cho biết họ chủ yếu gọi bát bình dân là nhiều, nhưng ai mua nhiều mua ít gì cô đều bán hết. Cảm thấy trải nghiệm những quán bình dân thế là đủ rồi. Ngay sau đây anh ba sẽ chỉ mạnh tay dẫn chúng ta vào một quán ăn sang chảnh bậc nhất. Nổi tiếng nhất ở đây là món phở. Có lẽ món ăn này không còn quá xa lạ với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên khi thưởng thức trong một không gian sang trọng đắt đỏ với công thức chế biến đỉnh cao thì cảm giác nó sẽ thế nào nhỉ? Chỉ thấy những người đầu bếp đang thoăn thoắt thực hiện các công việc quen thuộc. Nào là hầm xương, luộc thịt rồi trình bày ra bát. Chỉ khoảng 5 phút sau món ăn đã sẵn sàng. Theo dõi quá trình hai người nhân viên phục vụ bạn cũng sẽ thấy được sự khác biệt giữa đồ bình dân và thượng lưu. Họ sử dụng toàn bộ đều là nguyên liệu quý hiếm. Chẳng hạn như thịt bò Wagyu, nấm Truffle và còn có cả vàng miếng nữa. Khi ăn thịt bò, anh nào cũng cảm nhận được sự mềm tan ngọt nước. Đặc biệt là cục sườn bò khổng lồ được hầm trong nhiều giờ đồng hồ. Cắn một miếng mà ngập chân răng luôn. Đối với cá nhân anh ba trà cú, bỏ ra số tiền vài trăm nghìn để nhận được những món ăn chất lượng và dịch vụ tốt như này quá là xứng đáng. Tuy nhiên không vì thế mà anh đánh giá thấp những món bình dân trước đó. Theo quan điểm của anh ba, đồ ăn đắt hay rẻ cũng chỉ thể hiện ở con số. Quan trọng là hương vị và cái tâm của người đầu bếp mà thôi. Giả dụ bỏ ra số tiền nhỏ nhưng nhận được món ăn ngon vừa miệng thì quá tốt chứ sao? Không hổ danh là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng, anh nói câu nào chuẩn không cần chỉnh câu đó. Các bạn thấy sao về ngày thứ 2 trải nghiệm ẩm thực Việt của anh ba trà cú và muốn anh ăn món nào trong video tiếp theo? Nhớ để lại ý kiến cho anh ba tham khảo dưới phần bình luận nha. Trong thời gian chờ đợi mọi người đề xuất, anh sẽ tranh thủ bắt đầu luôn một hành trình mới với vô vàn hứa hẹn. Tạm rời xa Việt Nam, nơi anh tới lần này là khu chợ rẻ nhất thế giới. Nghĩa là bất cứ món đồ nào được bày bán ở đây cũng có mức giá cực phải chăng. Một con đỗ nghèo khỉ như mèo chắc chắn sẽ hợp với nơi này lắm cho mà xem. Dĩ nhiên khi vừa bước chân vào chợ, anh ba trà cú đã xả ngay tới khu vực ẩm thực. Nhìn thoáng qua một vòng thì món nào cũng cực kỳ hấp dẫn. Suy nghĩ một hồi anh quyết định bắt đầu với món bạch tuộc nướng. Trông chúng nó nhỏ thế thôi nhưng có võ đấy nhé. Bằng chứng là con nào cũng chắc thịt và đậm đà khiến anh ba ăn mãi mà không biết chán. Ở phía bên cạnh là một quầy hải sản khô phục vụ cho những khách du lịch muốn mua về làm quà. Mèo đoán là khu chợ này nằm sát biển nên chất lượng hải sản mới đỉnh chóp như vậy. Bạn nào thuộc hệ mê đồ biển thì chuyển hộ khẩu tới đây là hợp lý. Còn đang mải buôn chuyện thì sự chú ý của anh ba bỗng va phải cái thau cua độc lạ. Chị chủ giới thiệu đây là đặc sản của địa phương nơi đây và ai ăn cũng khen ngon. Tuy nhiên thấy mấy con cua vẫn còn sống nhăn răng anh cũng hơi rén. Anh ba có thể ăn bất cứ thứ gì dù nó kinh dị tới đâu. Nhưng riêng đối với đồ sống anh lại dè chừng hơn một chút. Tại ngày xưa cũng có mấy lần bị anh tào rượt đuổi anh sợ lắm rồi. Thế nhưng giờ mà bỏ lỡ món này thì về sau anh sẽ hối hận cho xem. Vậy nên anh ba nhắm mắt nhắm mũi nhét con cua vào miệng. May mà nó ngon, sự cay nồng của tỏi và ớt đã lấn át hết vị tanh. Món ăn kế tiếp khiến anh phải dừng lại là cá nướng khổng lồ. Một con này thôi đã to bằng cả cái mặt anh rồi ấy chứ. Phía bên ngoài được tẩm ướp một loại sốt có màu sắc bắt mắt. Bây giờ mà một mình ăn hết một con thì sợ là anh no bể bụng mất. Nhưng đấy là mèo tự lo bò trắng răng thôi các bạn ạ. Anh ba bảo ngoài cái tên cha sinh mẹ đẻ thì người ta còn gọi anh là chiến thần diệt mồi, chiếc bụng không đáy và một số biệt danh khác nữa. Anh kể ra chủ yếu để chứng tỏ sức ăn của mình khủng khiếp cỡ nào. Thánh gióng ngày trước chắc cũng chỉ ăn nhiều ngang anh là cùng. Theo những gì quan sát được từ đầu tới giờ, mèo hoàn toàn tin những gì anh ba nói là thật. Một mình anh đã ăn xương 4 món mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Chỉ thấy hiện tại, anh đang có mặt ở quầy hải sản tươi. Trông mấy con cua thịt tươi ngon hấp dẫn quá nên anh không cưỡng lại được. Sau khi đã chọn lựa kỹ càng, anh đưa luôn em nó cho anh chủ chế biến giúp. Chỉ thấy mấy phút sau đó, món nghiến xào cua được đem ra phục vụ. Dĩ nhiên với nguyên liệu chất lượng như thế, cái giá mà anh phải trả là hơn 300.000. Nếu có tiền mèo cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền ấy để có cơ hội thưởng thức món nghiến xào cua biển. Sinh ra ở đồng bằng mà lại bị nghiện hải sản nó thế đấy các bạn ạ.
không cần anh ba Trà Cú phải nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng đủ biết đồ ăn ngon rồi. Đặc biệt, phần thịt cua siêu ngọt nước, ăn một lần nhớ cả đời luôn. Món ăn tiếp theo mà anh ba tìm thấy lại khá độc lạ. Nếu gọi nó là mắm tôm thì cũng không phải, nhưng nguyên liệu chính được sử dụng lại là tôm. Tại đây, người dân thường dùng chúng như một loại gia vị để nêm nếm cho món ăn thêm đậm đà. Đứng lân la một hồi lâu mà chẳng thấy anh chủ quầy hàng mời nếm thử nên anh ba đành quay đầu bỏ đi. Càng vào sâu bên trong anh càng thấy có nhiều món ăn mới mẻ chưa ăn bao giờ. Đi đến đâu anh tranh thủ mua một ít thử cho biết vị. Chứ nói thật là ăn liên tục từ sáng tới giờ, cái bụng anh sắp không chứa nổi nữa. Tổng kết lại chuyến tham quan ngày hôm nay, thành công lớn nhất là anh ba Trà Cú đã được thưởng thức khá món ăn bày bán trong chợ. Song song với điều đó là cái ví tiền của anh cũng vơi đi một nửa. Thế nhưng một lần nữa anh phải khẳng định là xứng đáng. So với những nơi anh từng đặt chân đến thì đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa chất lượng. Nếu có cơ hội anh khuyến khích mọi người nên tới trải nghiệm một lần cho biết. Còn bây giờ, có lẽ thời lượng lên sóng của anh ba đã đủ, Mèo sẽ dẫn các bạn đi gặp một nhân vật cũng có tâm hồn ăn uống không kém cạnh. Không ai khác mà chính là anh Thái Dối. Thấy anh ba được đi đây đi đó anh cũng gà tô lắm, nhưng chợt nhớ ra là mình đâu có gì ngoài điều kiện. Vậy nên anh ngay lập tức lên đồ và tới với một đất nước xa lạ. Dĩ nhiên ở nơi đất khách quê người, anh rất cần một hướng dẫn viên đồng hành. Địa điểm đầu tiên được giới thiệu là quán bánh nổi tiếng với rất nhiều mẫu mã đa dạng. Vốn là người hảo ngọt nên anh Thái nhanh chóng đắm chìm trong sự u mê không lối thoát. Hàng ngày, cửa hàng này bán tới hàng ngàn chiếc bánh. Điểm đặc biệt là tất cả các bước được làm thủ công do chính anh chủ đảm nhận. Vậy nên từng chiếc bánh sẽ được nâng niu và nhào nặn rất kỹ. Đúng lúc anh Thái đang đói bụng thì có mẻ bánh mới ra lò. Anh bất đắc dĩ trở thành người mở hàng ngày hôm nay và được anh chủ giảm giá nhiệt tình. Mong là phía anh sẽ giúp cửa hàng buôn may bán đắt. Theo Mèo quan sát thì loại bánh được làm nhiều nhất ở đây có hình tròn, bên ngoài phủ rất nhiều vừng. Thế thì khi ăn sẽ bùi bùi béo ngậy lắm cho mà xem. Để chứng minh về độ ngon và chất lượng của bánh, anh Thái đã mua một chiếc rồi ăn tại quán luôn. Phần vỏ bánh giòn tan, bên trong mềm ẩm và nồng nàn mùi thơm của vừng. Đang đói mà xem anh này múc bang đúng là cực hình mà. Ngoài ra, anh chủ cửa hàng đề xuất anh Thái nên thử ăn bánh uống trà. Đảm bảo vị ngon sẽ tăng lên gấp bội phần. Ăn xong anh Thái chỉ biết khuyên các bạn rằng nếu một người là chuyên gia và chỉ cho bạn cái gì thì chắc chắn nên nghe theo nhé. Bởi sự kết hợp này thực sự tuyệt vời. Chưa hết, cửa hàng còn bán cả phô mai để khách ăn kèm với bánh. Kết thúc bữa ăn thì anh Thái đã hiểu tại sao nơi này lại nổi tiếng và thu hút được nhiều khách hàng tới vậy. Nếu mà nhà ở gần đây thì ngày nào anh cũng ra làm mấy cái rồi về. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, ăn uống no nê rồi thì anh phải rời đi thôi cho người ta còn buôn bán. Vậy điểm đến tiếp theo sẽ là ở đâu đây? Không để mọi người phải đoán giả đoán non, anh Thái nhanh chóng bật mí đó là một xe bán bánh. Đây là loại bánh truyền thống với nhân được làm từ thịt heo trộn cùng thảo mộc. Mặc dù là đồ ăn nhanh nhưng khi nghe tới các nguyên liệu, bạn sẽ thấy chúng đều có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên không vì thế mà anh khuyến khích ăn nhiều. Thỉnh thoảng mới làm một cái cho đã cơn thèm thôi chứ bánh nhiều calo lắm. Ăn xong mà không chịu vận động sẽ bị ngải heo nhập lúc nào không hay. Tự nhiên nghe anh Thái nói xong Mèo lại có một thắc mắc. Các bạn có biết bánh hamburger hay bán ở mấy cửa hàng đồ ăn nhanh không? Nhân bên trong cũng toàn rau, cà chua với thịt. Nếu tách riêng lẻ ra thì chúng là đồ heo thì. Nhưng để làm thành bánh hamburger thì lại thành đồ ăn không lành mạnh. Bạn nào biết lý do thì khai sáng dưới phần bình luận giúp Mèo với nhé. Mèo cứ lấn cấn cái vấn đề này suốt bao lâu nay. Quay lại với nội dung chính, xếp hàng mãi cuối cùng anh Thái đã tranh mua được một chiếc. Ăn nó phê gì đâu, không uổng công anh chờ đợi. Phần thịt bên trong xay nhuyễn được tẩm ướp đậm đà. Ăn kèm với rau xanh nên không hề bị ngấy. Mặc dù trước đó đã ăn xương xương chục chiếc bánh vòng nhưng bây giờ anh vẫn tự tin ăn thêm được 5 cái bánh này nữa. Anh chủ quầy hàng thấy anh Thái vừa ăn vừa quay vlog nên cũng tranh thủ quay ra chào hỏi. Biết đâu nhờ video này lại có nhiều người biết tới đồ ăn của anh hơn thì sao? Và lại lời chào cao hơn mâm cỗ, chào hỏi vài câu cũng chẳng mất gì. Vậy là ngày hôm nay, nhờ anh Thái Dối mà Mèo và các bạn đã được biết thêm một loại bánh mới. Tính ra xem video của anh này là no con mắt luôn á chứ chẳng cần ăn nữa. Tạm biệt anh chủ xe bánh đáng yêu, lần này anh Thái Dối tìm tới một nhà hàng với lượng khách cũng đông không kém cạnh. Ở đây người ta mua nhiều nhất là những xiên thịt nướng thơm ngon hấp dẫn. Anh hướng dẫn viên bảo có những khách hàng đã gắn bó được chục năm, nghĩa là trải qua thời gian dài, hương vị của món ăn nơi đây không hề thay đổi. Chỉ thấy nhân viên cứ thoăn thoắt kẻ nướng người gói, chẳng mấy chốc một chiếc bánh mì kẹp thịt ra đời. Đặc biệt họ sử dụng loại bánh lát mỏng truyền thống thay vì bánh mì thông thường. Topping phía trong của một chiếc đầy đủ bao gồm thịt nướng, rau xà lách, cà chua và một số loại sốt. Cắn miếng đầu tiên anh Thái cảm nhận được ngay vị đậm đà vừa miệng. Mùi thơm của thịt nướng rất đặc trưng. Đó là bởi nhà hàng sử dụng công thức nước sốt độc quyền mà không nơi nào có được. Bỏ ra một số tiền không quá lớn mà nhận lại chiếc bánh chất lượng như này anh Thái hoàn toàn hài lòng. Có lẽ ăn vào lúc đói bụng thì còn ngon hơn nữa. Bây giờ thì Mèo đã hiểu lý do vì sao khách hàng cứ kéo tới nườm nượp rồi.
Làm ăn có tâm như này chẳng mấy chốc là giàu. Ngoài thịt nướng ra thì một trong số những nguyên liệu khiến anh Thái cảm thấy ấn tượng là ớt tươi. Trước khi cho vào bánh, họ đã đem ớt đi nướng cho cháy xém. Khi ăn ớt trở nên mềm và thơm hơn rất nhiều. Đây quả là một mẹo hay mà anh Thái nhất định sẽ học lỏm. Chính nhờ những chuyến khám phá ẩm thực như này mà bây giờ trong đầu anh đang tích lũy kha khá kiến thức. Điểm dừng chân tiếp theo mà anh ghé tới là cửa hàng bán các loại hạt khô. Có thể nói đây là một trong những mặt hàng phổ biến tại địa phương. Nếu chút nữa có thời gian, anh sẽ quay lại mua một ít về làm quà cho gia đình. Còn bây giờ thì anh vẫn phải trải nghiệm thêm nhiều món ngon nữa đã. Rất nhanh chóng một cửa hàng bánh mì đã thu hút sự chú ý của anh. Lần đầu mèo thấy người ta dùng cá khô làm nhân ăn kèm bánh mì đấy các bạn ạ. Ngoài ra còn có những topping khác là rau sống và nước sốt. Chắc chắn là anh Thái sẽ mua thử một chiếc để ăn cho biết rồi. Đứng gần quầy hàng mà anh ngửi thấy một mùi thơm khủng khiếp. Tìm hiểu kỹ hơn mới biết đây là cửa hàng khá lâu đời. Cách kết hợp bánh mì với cá khô bắt nguồn từ những người thủy thủ ngày xưa. Lúc ấy họ đâu có gì ngoài cá. Vậy nên đã nghĩ ra cách ăn kèm chung với bánh mì cho đỡ ngán. Cuối cùng cách ăn này được truyền lại cho con cháu và anh chủ hiện tại là đời thứ ba rồi. Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Từ giờ thì anh Thái Dối đã có thêm cái để phở lếch với mấy hảo anh em rồi. Do quá tò mò nên lúc sau anh xin phép được vào làm phụ bếp hỗ trợ. Cửa hàng đang đông khách, làm không hết việc mà tự nhiên có nhân sự tới lao động miễn phí thì còn gì bằng. Và cứ thế anh được chỉ dạy từng chút một. Đầu tiên là nướng cá sao cho không bị khét mà vẫn giữ được độ mềm ẩm mọng nước. Ngoài ra mỗi chiếc bánh nên sử dụng bao nhiêu rau là đủ. Không phải cứ thấy tốt cho sức khỏe là nhét lấy nhét để đâu nhé. Vì như vậy khi bánh ra lò sẽ bị hổ lốn không còn đẹp mắt. Được cái anh Thái Dối cũng học hỏi khá nhanh nên sau đó chiếc bánh cá đầu tiên do tự tay anh làm ra đã hoàn thành. Về cơ bản thì hương vị không khác so với cửa hàng là mấy. Có điều tự làm tự ăn như này anh cảm giác nó ngon hơn. Để mà nói về hương vị thì tính từ đầu tiên là tươi. Đây đều là những con cá do chính tay người ngư dân bắt về nên chất lượng của chúng là ghế vì không phải bàn. Khi chế biến cá được nêm nếm chút gia vị cho đậm đà nên ăn rất vừa miệng. Ngoài ra có sự kết hợp của rau xanh giúp món ăn không bị ngấy dù ăn nhiều hay ít. Vừa ăn anh Thái vừa chiêu chiêu ngắm nhìn mặt biển. Chưa hết, anh còn gọi thêm một cốc nước dưa chua để giải khát. Ừ đúng rồi các bạn không nghe nhầm đâu. Ở đây người ta sử dụng cả dưa chua muối để làm thành nước. Ban đầu lúc nghe anh Thái cũng tò mò lắm. Vậy nên quyết tâm phải mua một cốc uống thử cho bằng được. Thật bất ngờ là vị của nó không kỳ quặc như anh tưởng. Thậm chí hơi chút mặn mặn man mát lại giúp xoa dịu vị giác rất hiệu quả. Hoàn thành bữa ăn với chiếc bánh mì cá, anh tiếp tục xách ba lô và đi. Có thể thấy xung quanh khu vực này cũng chủ yếu là khách du lịch. Chứng tỏ du lịch địa phương đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chắc hẳn mọi người tìm tới đây đều là vì nền ẩm thực đa dạng phong phú và thú vị. Di chuyển vào một con ngõ nhỏ, anh Thái thấy quán ăn phía trước mặt có nhiều người tụ tập. Theo kinh nghiệm từ đầu tới giờ, cứ quán nào đông khách là sẽ ngon. Vậy nên anh nhanh chóng đứng vào hàng người để chờ tới lượt. Mãi lúc sau anh mới biết nguyên liệu chính được sử dụng trong món ăn này là thịt bò tươi. Nhìn cái màu đỏ au là biết chất lượng rồi. Không những thế giá thành còn cực kỳ hợp lý. Đứng thương lượng một hồi cuối cùng anh Thái cũng được nhận vào làm thời vụ. Thời gian cụ thể là cho tới khi chiếc bánh đầu tiên ra lò. Dĩ nhiên sẽ có một nhân viên kỳ cựu đứng bên cạnh hướng dẫn anh. Nhờ thế chiếc bánh dần dần hình thành. Mèo thấy ở chính giữa cái chảo thịt khổng lồ là một khoảng lõm vừa đủ để chứa nước sốt. Thịt bò chọn lọc sau khi thái thành miếng nhỏ thì đem xào với sốt cho đậm đà. Tiếp đến lại dùng chính phần sốt đó để nướng bánh. Dĩ nhiên bánh mì loại nào cũng không thể thiếu rau xanh. Cuối cùng đã tới lúc anh Thái thưởng thức thành quả của mình. Phải công nhận hương vị món này khác hẳn cái bánh cá trước đó. Tuy nhiên mỗi cái ngon một kiểu khác nhau chứ không có cái nào hơn cái nào kém cả. Thấy anh Thái ăn uống ngon lành quá, anh chủ cửa hàng nhiệt tình tới hướng dẫn thêm một cách để bánh ngon hơn. Chính là vắt vào đó chút nước cốt chanh. Vị chua giúp dung hòa mọi thứ và khiến thịt bò dậy mùi hơn. Công nhận chuyên gia chỉ dẫn cái gì nó cũng chuẩn không phải chỉnh. Lúc nãy ăn không thôi anh Thái đã thấy ngon lắm rồi. Bây giờ lại còn được trải nghiệm nhiều kiểu ăn khác nhau nữa. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì đi tới đâu cũng được mọi người nhiệt tình chào đón. Vậy nên người ta mới bảo nghề chọn người. Anh lựa chọn đi khám phá ẩm thực là quá chuẩn rồi. Quay lại với chiếc bánh mà anh đang ăn dở. Lúc này anh Thái đã nắm được toàn bộ những cách ăn chuẩn và đúng nhất. Vậy nên hương vị món ăn tăng lên bội phần. Đặc biệt không chỉ một mà lần này anh gọi tới hai chiếc. Bởi đây là hai loại bánh mì khác nhau. Chiếc vừa rồi sử dụng bánh mì lát mỏng truyền thống cuốn bên ngoài. Còn chiếc này dùng bánh mì giống ở Việt Nam nè mọi người. Ra nước ngoài mà thấy chỗ nào có hình bóng Việt Nam là mèo lại lâm lâm lắm. Đối với cá nhân anh Thái thì anh thích bánh mì giòn kiểu này hơn. Bởi ăn nó không bị ngán mà lại còn vui miệng. Cứ cắn một miếng anh lại kèm thêm một quả ớt tươi. À thật ra đây là loại ớt đã được muối chua để cho bớt vị cay đi rồi. Nên anh mới tự tin xơi cả quả như thế. Chắc hẳn chiếc bánh này phải ngon lắm thì anh mới ăn mãi không biết chán. Mèo đang đói thì tự nhiên va ngay vào video của anh Thái. Có bạn nào cũng đang cảm thấy cái dạ dày của mình bị tra tấn vì đói thì cứ mạnh dạn để lại comment nhé. Chỉ là để cho mèo biết mình không cô đơn thôi ấy mà.
Một lúc sau thì anh cũng ăn hết đồ ăn trên bàn. Tuy nhiên, cái bụng không đáy thì làm gì có chuyện anh chịu dừng lại. Mặc cho ngoài trời đang đổ cơn mưa, anh Thái lấy luôn đó làm lý do để ghé vào một hàng sandwich. Lúc này anh tình cờ có cơ hội được theo dõi quá trình anh đầu bếp chế biến phần nhân luôn. Theo anh hỏi được thì hỗn hợp trên bếp bao gồm thịt xay, cà chua, bơ, phô mai và rất nhiều loại gia vị khác. Thậm chí, sau khi phô mai tan chảy, anh đầu bếp còn có thể kéo sợi được luôn. Những bạn thuộc hệ mê phô mai chắc nước miếng ròng ròng rồi nhỉ. Ngay sau đó anh đầu bếp tiếp tục thêm vào đó vài cục bò viên. Dẫu biết ăn vào là sẽ béo, nhưng dặn lòng vài bữa nữa giảm cân. Cứ với đà ăn uống như này, chẳng mấy chốc anh Thái lăn nhanh hơn chạy mất. Tuy nhiên anh lại bảo mình có bí quyết riêng nên ăn nhiều đến mấy cũng không sợ béo. Mèo năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới bảo đó là những lúc không ăn anh sẽ lao đầu vào tập luyện. Ừ thì cũng là có chia sẻ nhưng không đáng kể. Tại mèo lười lắm, cứ nhắc đến tập luyện hay thể dục thể thao gì là né luôn. Vậy nên hệ quả bây giờ là phải sống với cái bụng béo tròn này đây. Nhưng mà mèo tin là ai nhìn thấy những chiếc bánh này cũng sẽ không kiềm chế được muốn ăn ngay và luôn. Minh chứng sống chính là anh Thái dối. Bánh vừa ra lò cái là anh cầm lên cắn thử luôn. Công nhận phô mai phía trong béo ngậy. Không những thế, thỉnh thoảng anh còn cắn phải miếng bò viên dai giòn sần sật. Vỏ bánh được sử dụng vẫn là bánh mì Việt Nam. Thế nhưng anh lại thấy có vẻ phù hợp hơn so với loại bánh mì lát dùng cho sandwich thông thường. Để mà nói thì chiếc bánh mì này quá xứng đáng giành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng ẩm thực ngày hôm nay. Nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ quay lại và ủng hộ thêm nhiều lần nữa. Còn bây giờ thì video đã dài, cái bụng của anh thì đã hết chỗ chứa. Vậy nên chúng mình phải nói tạm biệt nhau ở đây thôi. Dĩ nhiên không chỉ các bạn đâu mà mèo cũng luyến tiếc lắm. Giá mà anh Thái còn bụng để dẫn chúng ta đi tìm hiểu thêm vài món ăn độc lạ nữa. Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt, có khi cố quá lại thành quá cố cũng nên. Các bạn thấy sao về những trải nghiệm anh Thái dối đem tới ngày hôm nay và có ấn tượng với món ăn nào nhất? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.